Các nhà khoa học và chuyên gia ở tại bảo tàng nghệ thuật Phillips Collection ở Washington đã phát hiện bức chân dung của một người đàn ông được vẽ ẩn dưới kiệt tác Blue Room năm 1901 của danh họa Tây Ban Nha Picasso. Như người đời vẫn biết, bức Blue Room mô tả một người phụ nữ đang tắm được Picasso vẽ trong giai đoạn thời kỳ xanh của ông, lúc làm việc ở Paris của nước Pháp. Hoa phẩm này nằm trong bộ sưu tập của bảo tàng nghệ thuật Phillips Collection từ năm 1927. Trong 5 năm qua, các chuyên gia tại Bảo tàng nghệ thuật Phillips Collection, Phòng trưng bày nghệ thuật quốc gia, Trường đào Cornell và Bảo tàng Winterthur đã thu được các hình ảnh rõ nét hơn về bức tranh bí ẩn nằm dưới Blue Room. Năm 2008, lần đầu tiên các chuyên gia đã sử dụng công nghệ kiểm tra tranh bằng tia hồng ngoại và nhìn thấy gương mặt một người đàn ông có dâu với bàn tay đeo ba chiếc nhẫn chống lên mặt. Ông còn mặc một chiếc áo vest và thắt nơ ở cổ. Khi nảy sinh ra một ý tưởng mới, Picasso liền vội vã vẽ đè lên ngay một bức tranh đã hoàn chỉnh khác. Và không phải lúc nào có ý tưởng mới, ông cũng sử dụng toàn vẽ sạch. Nhiều khi Picasso còn vẽ lên cả tấm bề cứng, vì toàn vẽ đắt giá hơn nhiều. Và giờ đây, các nhà bảo tồn tại bảo tàng nghệ thuật Phillips Collection đang hy vọng giải mã được câu hỏi người đàn ông trong tranh là ai và tại sao Picasso lại vẽ ông ta các nhà nghiên cứu mỹ thuật này đang có kế hoạch triển lãm bức tranh Blue Room vào năm 2017. Ngoài Blue Room, các chuyên gia còn tìm thấy hình ảnh bên dưới nhiều bức tranh quan trọng khác của Picasso.